những người xem thêm quay giờ quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Silo Blog là tôi. Sau đây thì như ở trước màn hình anh em thấy đó, tụi tôi chính là anh em sinh đôi. Khác nhau mọi người nè. Anh em sinh đôi. Yeah. Ok các bạn à, như các bạn thấy ra sau lưng của tôi anh em thấy gì không? Đúng hoàn quyền hình tượng của tôi nha anh em à. Tôi quân que. Đúng vậy, đúng như anh em nghĩ, cái con đó là con Windows ở trong DOS đó anh em à. Ủa nhưng mà sao DOS gì đâu mà ngầu dữ vậy ta? Cái DOS gì đâu mà cái đồ họa nó giống như thời kỳ tiền sử vậy anh em. Đúng vậy, chào mừng anh em đến với tựa game DOS Bloodbath. Đây là một biến thể khác của DOS anh em ạ. À. Hay nói đúng hơn là do một nhà phát hành khác đã tạo ra cái game này. Tôi cũng không biết có đúng thông tin không nữa nhưng mà yeah, nó là DOS nhưng mà xấu hơn thôi á. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chơi cùng với Ruby, tại vì hôm bữa Ruby chia với tôi là cái DOS kia chơi kinh dị quá, DOS kia chơi ghê quá, Ruby không dám chơi này, mà hôm nay tôi dẫn Ruby vô chơi cái DOS này nó ngon hơn nè. Nó đỡ sợ hơn nè, đúng không cô? Em biết rồi, tại vì em thích DOS này là DOS phiên bản bình dân. Đúng rồi, đây là DOS phiên bản bình dương nha các bạn ơi. Chỉ có những con người bình thường mới chơi được những phiên bản bình dương như này thôi. Rồi giờ tôi sẽ vô nè, vô cô ơi. Ngoài trời là cơn mưa đang đổ chéo là anh biết coi thuốc không có gì là bổ béo. Qua đâu? Ở đây nè. Em lấy này nè. Qua đây. Ủa? Trời ơi, em biết kìa, chơi cái này là em chơi được, anh hiểu không? Dăm ba cái này là em chơi được. Ấy, mình nhảy được ngoài kia hả? Mình nhảy qua kia. Nhảy không được anh em ơi, nhảy không được. Trời ơi. Ấy, cái này mở tủ đâu ta? Gì vậy? Ủa, có con nhện mà sao nó không nhảy nó hù mình ta? À, ủa con nhện nhìn cô té hả? Anh biết không, này là nhện bình dương á anh. Con nhện nhìn cô té quẩy chữ anh em ơi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha các bạn ơi. Ê, nó có màu xanh kìa anh. Ôi ơi, đèn chớp, chui tủ quá. À. Ủa. Ồ, chúng ta lại quay trở về, nó bắt đầu rồi. Rồi, làm sao anh em ơi, nói chung là cái đo này đỡ sợ hơn cái đo lần trước anh em ơi. Nói chung là hôm nay mình sai, ngày mai mình làm lại anh em, mà còn mình thua nữa là tại mình ngu. Rồi, đi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái tủ này, chắc là có con Timothy anh em nha. Lại con Timothy anh em à. Vậy là cái đo này là cái đo được sắp xếp sẵn rồi, nên là một xíu nữa mình đi tới đằng kia là mình sẽ lại tiếp tục gặp con Rush anh em. Từ từ thôi, mở cửa vô đâu ơi, mình chơi mà. Go! Hả? Chơi cái lòng người xíu đi, đừng có đi trước. Đừng có đi trước, mở tủ đèn nó nháy nó chạy không có kịp. Tạm biệt anh. Em sống đây. Yeah! Tạm biệt anh. Thằng kia chết rồi. Thằng kia chết rồi. Ủa chưa chết hả? Ủa sao không chết được hay vậy? Ủa sao nó chết vậy? Ủa sao nó sống được hay vậy? How? Ô, trong đây có con giác nè, trong đây có con giác nè. À, đồ anh, quay trưởng. Tại em đâu có sợ cái con này, tại vì em đã chơi qua game này rồi. Ghê, vậy sao, vậy kênh Roblox của Ruby là gì nè? Không làm Roblox nữa. Buồn quá giờ, làm đi. Các bạn hãy bấm phím 1 nếu các bạn muốn mình làm nha. Kênh Roblox của Ruby là Ruby Blog nha anh em. Nếu anh em muốn Ru làm lại Roblox thì đừng quên đó là bình luận bên dưới. Và cho video này đạt được 5000 like nha anh em. Oh my god. Anh nghĩ là chuẩn bị gặp con sếp rồi, chuẩn bị chạy nè, xách cái quần lên lên đầu mà chạy nè. Chuẩn bị xách cái quần kéo cái quần lên mắt chạy nè. Rồi, gặp lết nè, gặp sếp nè. Ê, sếp Bình Dương, Bình Dương. Oh my god. Ê, nhìn nó như bi vậy anh. Trời ơi, sếp Bình Dương. Cô. Oh my god, đây bạn sếp này nhìn hài quá anh em. Nhìn buồn cười quá trời. Nhìn nó như Bình Dương, cho mấy cái tay này nó cũng kỳ quá vậy. Ôi, đúng là đo Bình Dương có khác anh em ạ. Phải chữ thiệt. Ê, nhảy nha luôn. Ừ, đúng rồi. Cố lên bạn ơi, sao em đóng cửa nó lại? Tại em không biết, em đánh mở cửa đó mà em đánh lộn cửa. Ủa, bây giờ mình đã đi tới phòng số 15 rồi anh em, bạn nhanh quay chữ luôn á. Ủa, mình 16 thì không đi được. Ủa, bình thường á là chúng ta sẽ phải đi tới phòng 30 thì chúng ta mới gặp được con sếp anh em, mà ở trong đây. Đây cái con gì nè. Ôi. Nó chỉ là một cái mini game nhỏ nhỏ thôi luôn ạ. Ấy cần gạt rồi, bạn kia gạt rồi, đi thôi. Đúng là đo Bình Dương. Ông kia còn có một xíu máu rồi, trời đo mà còn... Ê! Mất chạy! Em đứng dưới đó đi, anh gạt, cần gạt cho em, anh đứng dưới đó đi, gạt cho. Này, gạt đi anh. Rồi, em gạt rồi. Lẹ lên đây đây. Nó đóng cửa không? Không, lẹ lên, chuẩn bị vô này, vô này. Rồi, vô. Gì vậy? Ôi, kim cần gạt. Ê, cần gạt đây. Đừng có chạm vô, nó kêu cái gì nghe đó đi luôn. Đừng nghe mấy tay chân luôn. Anh mở cửa rồi đó đi thôi. Hồi này mà chớp đèn là thôi xong. Ê, tự nhiên có dân làng của Minecraft kìa đâu. Ê, em được, anh được với nó thử đi. Game is Minecraft. Roblox trong Minecraft. Minecraft trong Roblox bà nội. Nói chuyện vô chi. Minecraft trong Roblox. Ê, mình ở đây được luôn ơi. Con gì đây?
Ủa con gì vậy? À, được hành tụ. Ờ. Trời ơi, game này có hành tụ đó, anh em ảo ma Canada vậy. Ui. Cửa mở. Tôi núp vô phòng. Rớt tiền qua chưa? Eo ấy. Ôi. Sao đèn chó đi? Oh my god, quay kìa. Hai đứa kia ngủm rồi anh ơi, những người đồng đội. Lại gầm xích này cô ơi, lại gầm xích này, hình như là cái đo này chỉ có 50 cửa thôi anh em ơi. Oh my god, lại gầm xích nữa hả? Cô ơi. Cái gì đó là cái gì ạ? Đo này đo Bình Dương nhưng mà làm giống quá anh em ạ. Cô ơi, cái này là hành giá chai nè cô ơi. Cái hành giá mình mới lập hành giá chai nè. Hành giá gì kỳ vậy? Em đi kiếm chìa khóa bên phòng kia, anh kiếm chìa khóa bên phòng này. Ồ, game đo này chơi không sợ, không sao cả. Ê, game đo này chơi đúng như Bình Dương luôn á mấy bà. Chơi ảo ma Canada mãi, chúng ta còn chơi được cả góc nhìn số 3 nữa nè. Mở cửa đi. Em hít game đo này, không hít game kia đâu. Ui, con mắt gì đây? Ui. Chuẩn bị gặp xích. Ôi, chuẩn bị gặp xích rồi cô ơi. Anh thấy con xích này là con xích Bình Dương của Bình Dương nè, tại anh thấy nó mắt đỏ nè. Ủa? Sao tụi tôi chết vậy? Không biết luôn. Trời ơi, cay thế nha. Vô lại cô ơi, anh không cam tâm. Cay thế, cái đoạn đó tự nhiên tụi tôi chết. Nè em tính ra tự nhiên nó dịch chuyển tụi tôi qua đâu á. Nãy cô có bị dịch chuyển đúng không? Đúng rồi, anh em bị dịch chuyển đi qua đâu á. Ê, nhưng mà cái game đo này chơi vui nè, anh em game đo này chơi ảo ma bãi chữ luôn á. Chơi nó có bị sợ, anh em chơi nó có bị hồi hộp gây cấn. Game xả chết á, nó chơi cái này thì em sẽ dễ biết cách chơi hơn là game đo kia, anh hiểu không? Đúng rồi, chơi cái này gu sẽ không có bị gọi là cằn nhằn. Con này con gì á? Con này con rớt. Hello Jack. Ôi không có sợ giác đâu anh em. Mấy giác này giác bình thường á, nó không có khiến chúng ta mất máu anh em mà. Giác nó chỉ hù chứ nó zoom scare thôi anh em. Nhưng ba cái dùm scare tôi không sợ. Tôi là một con người rất mạnh mẽ quá. Tới rồi. Ê, nó ngược sau lưng em phải không? Nó đang dí em luôn. Trời ơi, nó dí em kìa. Ôi, nó gần lắm cô ơi, bên đây. Sao mày dí tao rồi, con quay. Con chừng xíu nó đụng vô em á cô ơi. Yeah, anh ba đây rồi, ba đây. Có một bạn nè, mặc bộ giống anh nè. Ủa chứ em không có gì đây giống anh hả? Em đang cái bộ đồ của em mặc y chang anh luôn á. Sắp tới em sẽ lấy bộ đồ khác được chưa? Ok. Yeah, let's go. Bà thủ gì bà nội, thủ có gì đâu mà. Quen thói quen. Ok bây giờ, ủa em chơi đo lần nào mà thói quen. Thì hổm chơi anh đó hay mở thủ đó ba. Danger zone, ok. Đi vô đây mình lấy code nữa nè. 36 mấy đây? 364 mấy gì cơ? 364 mấy? Ai biết? Sao em biết? Ở trong đây đúng không? 3648. Mở đi anh, nói lên kìa. Anh ơi. Vô. 3648 cô ơi. Anh là đứa em mở cửa cho em. Nè mở cửa nè, vô đi. Oh my god, em bị kẹt ở đây rồi. No. Em bị kẹt. Xuống đây. Nhảy rồi. Được rồi. Đi vô. 3, 6, 4, 8. Vô. Đi lên. Oh my god. Sợ quay trưởng anh em. Quay trưởng ngoài đó bà gu bà còn bị kẹt cái đầu lại nữa chứ quay trưởng thiệt. Bây giờ em bị kẹt cái đầu hả? Ừ em bị kẹt cái đầu lại chứ gì. Cái đầu dính trên tường. Đừng chạm vô, chạm thử đi. Chạm thử đi. Hành tủ. Bây giờ mình mà mở cái cửa thằng trước là mình sẽ gặp con rết, là mình phải chạy trốn liền. Đây chìa khóa trong phòng này nè. Đây lấy cái chìa khóa. Rồi ok. Mở cửa là gặp rết liền nha Đu. Có tủ. Núp vô. Rồi, hay quá. Trời ơi, tuyệt vời. Có kinh nghiệm chơi anh em. Bây giờ gu chơi này gu sợ gì nữa đâu. Đúng rồi, chơi sao mà sợ đó. Chơi này sợ gì trời. Có nên mở cửa không này ông ta, khỏi mở đi, vô trong đó cũng đâu lấy được. Trong đây có cây thánh giá pha ke, đúng rồi. Quên, vô lượm thánh giá pha ke anh em. Hay là bây giờ mình lấy cái thánh giá này mình bắt con xích ta. Con xích để làm gì? Có nên lấy cái thánh giá này bắt con xích không? Ra đi bà.
Thôi đi thôi. Anh bắt thử đi. Không biết bắt được không nữa nha. Thánh giá này nhìn giống thánh giá kiểu China quả trưởng. Nhìn giống thánh giá kiểu nó làm nó đúc từ hai cái gỗ ra anh em. Cái này mới là thánh giá riêu nè. Còn cái này chắc thánh giá China quá mấy bạn. Ồ, lấy chìa khóa đi, lấy chìa khóa đi. Đây anh mở cửa ra nè. Yeah. Open the door, FBI, open the door. Ok, let's go. Tới cái con này nữa rồi. Trời tới ơi, ai rồi, tới con xích rồi, tới con xích rồi. Cầm thánh giá lên sẵn đi cùng. Cô cũng không cầm được luôn. No. Oh my god, con xích đang dí tôi. Ông đang dí anh kìa, anh đâu dí em đâu. Oh my god, con xích mắc đỏ anh em ơi. Con xích mắc đỏ. Anh ơi, anh đâu rồi? À, nó dí gần anh quá luôn rồi. Dí gần anh quá. Đó là con xích mắc đỏ. Con xích này bị đau mắt, con xích này bị đau mắt. Đừng nhìn vô mắt đây, nhìn vô mắt đây là bị đau mắt đỏ đó. Oh my god. Yes, oh my god. Anh em mình đã làm được luôn, anh em mình đã trả thù được đó rồi. Ôi. Kèm cái tử. Trốn vô. Yên tâm anh nhường cái tủ gần cho em đó. Ồ, nó đi qua nhanh quá vậy. Ui, con Ambot. Ambot hả? Vậy nó quay lại không? Có, nó sẽ quay lại nhiều lần. Hình như trong đây nó không có con hai anh em, mà không có hai thì khỏe. Không có hai thì không có bị đẩy ra khỏi tủ, không có chết. Thôi. Nga ơi. Ồ. Anh em mình win chắc rồi, anh em mình phá đảo được trò này rồi. Ô, có cái toilet nè. Vô kiểm tra coi trong toilet có gì vui vui không? Có mình. Ê, có cái hầm nè cô ơi. Nào. Bên bên đây nhìn xuống cái bồn cầu. Đó. Thì chúng ta sẽ sống dưới bồn cầu á. Thấy ghê quá à. Ê, tính ra em đi dưới đây được nè anh. Ê, đừng đi dưới đó, đi dưới đó là mất máu. Đi nhanh quá mất máu kìa. Ôi, mất máu rồi hàng chi. Đây rồi, phòng thứ 100. Đây là phòng thứ 100 trong đo nè anh em. Bên này có 40 cửa đo rồi. Em cầm sẵn cây thánh giá rồi. Chuẩn bị nấp nè, đó nó xuất hiện nhiều lắm. Ôi, nấp. Ôi, Ambot luôn ở trời lớn vậy mấy anh trai. Ambot hả? Ừ, Ambot đừng ra nha, Ambot. Ui, cái game này chơi lớn vậy, bình thường ở đây nó chỉ có đến rồi mà sao chơi Ambot luôn vậy. Căng vậy trời, căng rồi nha. Đi lại nữa nè, còn đi nữa không? Có, còn tiến. Đi ra ngoài vậy? Từ từ, hết chưa? Còn nữa kìa. Ôi, anh. Còn, sao con rết này nó lì vậy trời? Nó lì như Gooby vậy. Nó là Ambot mà anh. Rồi, được rồi. Yeah! Em gặp cái thánh giá này nó có đứa nào nó cắn hay không ta? Không sao, cầm thánh giá, bất tử là trường sinh bất lão, em hiểu không? Ồ, cửa 50 rồi nè. Nguy hiểm quá, con này mình sẽ vô được con nào ấy? Ồ, chưa hết nữa hả? Ồ, chìa khóa đây nè. Lượm chìa khóa đi, anh mở cửa cho ra. Ra đây. Rồi, mở cửa. Ui, anh ơi. Chui tổ nấp. Con gì anh? Ơ kìa, tôi cầm thánh giá rồi, sao tôi vẫn chết? Ôi, đâu rồi? Sao tôi cầm thánh giá rồi tôi vẫn chết? What the hell? Tôi đâu biết gì không? Tụi mình có thể nấp chung với cái cửa thì được nè anh. Ủa, nấp chung được hả? Ờ, nãy mấy hai đứa kia nấp chung thì phải. Ủa, sao lúc đầu không nói vậy đi? Trời ơi. Thì em đâu có biết đâu. Cái này con gì vậy? Nó là con gì vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đi go? Trời ơi. À, anh phải chạm vào cái cây thánh giá thì nó mới đúng anh. Anh phải bắt vào lít một cái vào cái cây thánh giá. Ủa, em bắt được đó chưa? Không biết, em mới lít vào cái cây thánh giá nè. Nó làm sao? Lên vào nó làm sao? Nó sẽ hiện lên á. Oh my god, no. Còn mỗi một mình nó chết. Em yên tâm, em đứng đó đi, anh đang đi quay trở lại chỗ em đây. Nhanh mà, hãy xem ở đây, nhanh lắm. Trời đất ơi, cái cây thánh giá này là phải gọi là bấm chuột trái để nó hiện ra cái vòng bảo vệ anh em. Mà Gu mới chỉ tôi luôn, quả trưởng thiệt. Tôi tưởng đó là cầm trên tay là được á, trời đất ơi. Cay thế à. Anh em biết cái ảo mà cái đá là gì không? Là một tủ hay trốn được hai người anh em, quả trưởng thiệt. Thôi là anh cô ơi, cô chờ anh đi, anh đang đi tới phòng số bao nhiêu ở nhà? Cho tôi coi số phòng rồi. Anh đang đi tới cái phòng có con xích đầu tiên rồi đó. Phòng 4. 54, em đến phòng 54, hết mỹ. Tầm đi, tầm 4 từ phòng đó anh tới cho em rồi. Trời đất ơi. Nhanh mà, trời đi nhanh lắm, anh đi nhanh lắm. Ô, giờ tôi thấy. Cái cây thánh giá này mình cầm lên nó không phải là bảo vệ mình mà nó sẽ cho mình một khúc máu luôn nè các bạn. Ôi, anh em đi thăm máu mày cái luôn. Quái thiệt. Ok, cô ơi, cứu lên, đã tới phòng 30 rồi.
ơi, em nghe tiếng cái con gì nó đi ngang mình. Oh my god, nó đây. Nó đi ngang phòng quá. Em đứng trong phòng đó là không có bị chết đâu, yên tâm. Oh, nó chạy ngang, em thấy không em? Nó chạy ngang em luôn kìa, chạy ngang em luôn kìa. Tôi là con xích mắt đỏ. Tôi không biết sao nhưng mà tôi sợ con xích mắt đỏ này vỡ anh em. Quay trưởng cái con C90 hay gì anh nói thì nó chạy ngang em nãy giờ luôn kìa. Oh my god, con xích mắt đỏ. Ừ, như con C90 á. Đừng có đụng nó nha Ru, chết đó Ru. Em cứ đứng núp trong hậu ở đi. Anh biết gì không? Em đã mặc cái này từ rồi đó, nãy nó đi ngang em. Ê, quỷ giật mình mày. Ôi, con xích mắt đỏ này nhìn kinh thật sự các bạn ạ. Ghê quá trường. Ôi, mình tới đây cái phòng hồi nãy anh em mà. Nhưng mà tại sao mình lại gặp con Ambus vậy? À không, hình như ai gặp Ambus xong mới gặp cái con C90 đúng không cô? Đúng rồi, nãy giờ em anh này là anh mà vô đó là con C90 sẽ đi ngang phòng mày nãy giờ luôn nè anh. Ủa đâu? Mà hình như cái con đó đâu phải C90 hay đâu. À không phải C90 anh em. C60 nhìn nó cũng không giống. Mà C120 cũng không phải. Con đó con nào nhỉ? Con đó tên gì, cái con màu đỏ đỏ nãy viết tôi tên gì anh em biết, anh em để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn. Nhưng mà tới chưa? Từ từ em đứng, em đứng. Anh đang qua, anh đang qua. Cái đuôi gà thánh giá, thánh giá. Rồi tới rồi. Ôi my god, đó đó anh, nó màu đỏ kìa, thấy không? Thấy rồi. Anh đang thấy nó lượn lờ nè. Ừ, nó chạy qua em nãy giờ nè. Sao anh thấy nó xuất hiện ở trong phòng của em luôn vậy? Thì đó, đó là cái mà em nói đó, nó xuất hiện trong phòng em luôn kìa. Đây rồi, bây giờ mới đây nè. Oh my god, yeah, hot rồi. Anh qua tới đây, I'm coming, anh tới ơi. Hello, go. Mở cửa. Yes, sir. Ủa, chưa tới phòng 100 nữa. Con gì á? Hình như con ai. Con nó có làm hại mình không? Anh ơi, cái gì vậy? Chui vô tủ. Bật chế độ bảo vệ. Con gì vậy? Nghe tiếng nó hay ghê quá vậy. Ôi trời ơi, anh không biết nữa, nhưng mà tự nhiên nãy anh chui tủ không được, anh phải cầm hai cái đánh giá anh bật liên tục luôn. Ê, anh chui tủ được chứ, anh nó đi chưa, nó đi chưa? Anh chưa tủ rồi nhưng mà nó đi chưa? Ê, nó đi rồi, đi rồi. Yeah. Ok. Ui, con mèo này đáng sợ vậy. Chắc chắn con mèo nó không có trong đo. Tôi hứa xua kèo luôn, không có trong đo. Con mèo nó không thể nào có trong đo được anh em. Trời ơi, quái chướng thiệt. Con gì vậy? Không biết nhưng mà thôi cứ chạy qua khỏi nó trước đi rồi tính cô ơi. Gì đâu mà để không quấy chặt gì đâu mà không cắt cái nền nó ra dĩ trơn vậy. Đáng sợ quái. Ok, phòng 64 nè, phòng 64 nè, 64 nè, 64 nè. Oh my god. Ê, thế nãy anh bật cái này lên là nó vẫn bình thường phải không? Ui, nó cười với em kìa. Ôi, đèn chấm quay. Ui, bà gồ đi rồi kìa, bà gồ ơi. Rồi, ông kia đi hả? Đúng rồi. Con gì vậy? Không biết nữa, nó cười ghê quá à. Ôi, thằng kia chưa đi, đang đứng ngoài nó ngó. Hết rồi anh ơi. Số buồn cười là sao? Funny number. Ô, vòng 74 nắng xanh nè. Nấp. Ui, cái thằng nó đứng ở ngoài kìa, nó không bị gì kìa. Ê, nó đứng ở sát tường ở phía bên trái anh, với bên phải á. Hình như chỉ đi ở ngay cái đầu ở giữa thôi mà. Ui. Ờ, đúng rồi, chú giúp chung nè. Ôi, nó núp chung được với anh nè. Thì đó, núp chung được mà anh. Ui. Hết rồi nè. Chưa. Trời ơi, may nha. Từ, chưa ra. Đi rồi. Oh, nhưng mà bước ra tôi phải bật thánh giá cho chắc ở đây mà. Chắc là 100 cửa thiệt cô à, 78 rồi nè. Mấy cái cửa cuối cùng là cái gì ta? Không biết luôn, anh nghĩ là cửa cuối cùng là figure nhưng mà phiên bản Bình Dương hơn. Chưa tổ. Kia rồi. Ôi, lại là cái con màu đỏ đỏ này. Hả, đi qua đi lại hoài luôn hả? Ừ. Oh my god. À không, con này con Ambus đỏ. Ơi, hình như trong cái đo Bình Dương này là nó sẽ tổng hợp với tất cả những con mod ở trong của đo luôn anh em. Tức là những cái con mà ở trong mod luôn á, chứ không phải là những con đo bình thường không. Wow. Ê, con kia, ừ, thằng quỷ giật mình. Hết rồi. Ôi, yeah. Phòng số 81 ngược, quá đéo. Có ai đừng nhìn vào mắt ai. Nói chung cái bật này lên đi. Ok, 84. Gán lên. 14 phòng nữa cô ơi, 14 phòng nữa cô ơi, cố lên. Chú
Để anh đi chờ mọi người để không quái xuất hiện mọi người dí không kịp. Không sao, đang cầm cây thánh giá không sợ. Ê! Oh my god. Có cái thằng đó đứng ở ngoài kìa anh, anh thấy không? Một cái tiếng con gì quen quá ta, như An 120 đúng không ta? Ê! Gì ba? Đi con... ba tủ. Mở cửa cho anh xem đó, thấy con đó không? Thấy 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 thấy. Ok hết rồi. Ôi sao con này chơi đỉnh vậy? Ôi là cái đo này chỉ cần đi sát tường thôi hả? Ừ, em nghĩ chơi mẹo anh. Ôi thằng già ơi, con gì nè? Thôi bây giờ không chơi mấy cái này được luôn. Đừng có bấm vô, đừng bấm vô. Bây giờ mình cố gắng mình phá đảo đi. Oh my god. Tôi sẽ cố gắng tôi phá đảo anh em, và tôi sẽ không đi rồi là đi nhìn ngó lung tung nữa anh em. Level get hot. Hot the now. Ôi nó sẽ khó hơn từ bây giờ nè ơi, chui tủ. Đây đây, từ. Chui. Oh my chuối. Ê đâu có gì đâu anh. Không có gì á. Không rồi anh thấy nó màu đỏ đỏ mà ta. Ê. Chui tủ. What the hell. Em vừa mới thấy cái con fit girl nha. Ờ đi. Ôi đang sợ. Ôi 102 luôn rồi hả? Ủa nó tới phòng 200 luôn hay sao vậy? Ủa cái đo này tới phòng thứ bao nhiêu vậy? Nó nhiều quá vậy. À, nhưng mà kệ em sao, em sẽ bỏ qua vì cái đo giống như Bình Dương vậy đó anh ơi. Oh my god, ủa cái đo này nhiều quá vậy, 100 cửa mà chưa hết đảo đó các bạn. Ây da, ây da, ây da, nấp. Con gì nữa đây? Cái con màu vàng ở đây. Anh nhớ đang nói chữ Robux. Ê, kêu mình mua Robux hả anh? Đúng rồi, nó đang kêu mình mua Robux ở shop hero chấm, chấm, chấm shop đó. Ê! Ui! Giật cả mình! Cái gì vậy? Ui giật cả mình! Trời ơi! Mày mắt! Lừa vậy? Ê, sao nhiều quá vậy? Ờ, núp, lại con khỉ, lại con khỉ đâu ơi! Ủa, phải khỉ không ta? Nè, anh nhìn đi. Ê, em sẽ chơi lết, em đứng ở ngoài em xem thử coi nó bị gì không? Ôi, thằng nó vô kìa. Oh my god. Ok, đi thôi. Đáng sợ vãi trưởng anh em. Đúng rồi. Nè. Lừa quá rồi, không sao, em có đồ hồi máu rồi. 118, nè. Ok, 119. Rồi. Ôi, hình như chuẩn bị tới cửa, gần cửa cuối cùng rồi nè. Ở đây sẽ gặp nó thường xuyên nè. Cái tiếng gì vậy? Dạ. Thằng kia đâu? Không thấy đâu. Đừng có đạp vô đó nha Lu. Như con này. Ê nó chạy qua đây, chạy qua đây. Rồi, ra đi. Oh my god, ok, 26, 27, 27 bên đây. Nữa kìa. Đừng né anh ơi. Né được nè. Đấy. Ok. Ừ, cái trò này mình chơi được, chơi được nhiều mẹo nè. Ủa thằng kia đâu? Ê, nó ngẫm mày à. Bộn vậy. Trời ơi. Có khi 200 phòng luôn á trời. Trời ơi. Nó tới nè. Ui. Làm việc trên nhiều cấp độ hơn, hãy thử tìm một số bí mật và một số bí mật thật sự tuyệt vời. Ủa, là ở đây là xong chưa? Working on more level, try and find some secret. There's some really cool ones. Ơ, vậy là hết rồi hả? Khoan, anh nghĩ là nó phải có một cái gì đó ở đây chứ không thể nào hết vậy được. No, không thể nào hết như vậy được.
Why? Sao nó hết nhanh vậy? Trời ơi anh em ơi, hết rồi. Trời ơi, tôi tưởng đâu hóa đảo này được gì chứ. Nào luôn mấy con cửa đi tiếp không? Nếu như mà có được cửa đi tiếp thì anh em để lại bình luận phía bên dưới chỉ tôi nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là video này cũng đã kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye. Bye bye. Bộ sưu tập Zero Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang in logo nổi bật, thẻ bài Zero Crazy Limited. Truy cập ngay shopero.vn hoặc liên hệ hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.